Lê Lộc Tuấn Dũng về biệt thự của Lê Giang, hứa năm sau sinh con. Mới đây nhân dịp cuối tuần, cả gia đình nghệ sĩ Lê Giang cùng nhau quây quần tại biệt thự 10 tỷ để vui chơi. Đáng chú ý trong đó có cả sự xuất hiện của Tuấn Dũng, nam diễn viên được xem như một thành viên trong gia đình nghệ sĩ Lê Giang. Cũng trong đoạn clip ghi lại cảnh gia đình đoàn tụ, nghệ sĩ Lê Giang không ngại bộc bạch mong muốn sớm có cháu ngoại. Không những thế, cô còn khuyên Tuấn Dũng nên bồng bế em bé cho quen để sau này đỡ bỡ ngỡ. Tiếp lời, Lê Giang hỏi sang cô con gái của mình, khi nào cho mẹ bồng cháu ngoại Lộc ơi? Nhanh nhẩu đáp lời, chị dâu của Lê Lộc nói. Lộc nói năm sau mẹ ơi. Nghe xong điều này, Lê Giang cười lớn bày tỏ sự thích thú. Trước đó, nghệ sĩ Lê Giang cũng từng nhiều lần công khai gọi Tuấn Dũng là con rể. Không những thế, cô còn bênh vực chàng rể tương lai rằng Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi. Lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi. Chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được. Cái gì nó tới là mình không có cản được. Ông trời sắp đặt hết rồi. Nói về mối quan hệ với Tuấn Dũng, con gái nghệ sĩ Lê Giang cũng từng bộc bạch. Như mọi người đã thấy, tôi và anh Tuấn Dũng có thời gian làm bạn, gần đây nhất có thân thiết hơn tình bạn. Chúng tôi chưa nói trước điều gì, chỉ muốn nói nếu ai biết được mối quan hệ của chúng tôi hân hạnh chia sẻ, truyền năng lượng tích cực yêu thương đến mọi người. Chúng tôi chưa dám nói ra vì nó còn ở tương lai. Chắc chắn nếu có gì thay đổi, niềm vui hơn nữa tôi sẽ thông báo tới mọi người. Quay trở lại với gia đình nghệ sĩ Lê Giang, ai cũng phải trầm trồ khi được chiêm ngưỡng căn biệt thự 10 tỷ mà cô vừa hoàn thiện cách đây không lâu. Theo đó, trong đoạn clip chia sẻ, nghệ sĩ Lê Giang thoải mái quay mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ rất thích khuôn viên sân nhà, nơi có hồ bơi, hòn non bộ và bãi cỏ xanh tha hồ cho cả nhà vui chơi quây quần. Nghệ sĩ Lê Giang từng tâm sự, căn nhà là thành quả lao động của cô trong nhiều năm. Tới tuổi này có của ăn của để, vẫn còn được làm nghề, được khán giả thương, cô không mong gì hơn. Đông đảo khán giả và đồng nghiệp đều ngưỡng mộ khả năng kiếm tiền và tích lũy của Lê Giang. Hiện cuộc sống của Lê Giang khá trọn vẹn, tuy đường tình duyên lận đận nhưng bù lại cô có con cháu đông vui. Giờ đây điều mà Lê Giang mong chờ nhất có lẽ là ngày mà cô con gái Lê Lộc lên xe hoa, yên bề gia thất.